Vâng, hello tất cả anh em đang có mặt trước màn ảnh của các âm minh. Thì ngày hôm nay mình xin giới thiệu với anh em một siêu phẩm cũng như là một con game mà mới ra. Nó mới ra thì cũng không phải. Trước đây thì anh em đã biết tới nó qua cái PC rồi, qua cái hình thức là anh em chơi trên PC rồi. Nhưng mà bây giờ thì nó sẽ chuyển thể từ PC qua Mobi. Đấy, được phát hành bởi gọi là nhà phát hành game ADNX. Đó, họ phát hành con game kiếm thế này. Đấy, như trong màn hình anh em có thể thấy. Thì đây là kiếm thế ADNX Mobile. Thì khi mà anh em chơi á, anh em chơi bạn kiếm thế này á, thì nó sẽ có một cái số chỉnh sửa làm sao cho nó tối ưu hóa nhất có thể để anh em chơi một cách nó gọi là, thứ nhất là mượt mà này, cái thứ hai nữa là đầy đủ tính năng này, cái thứ ba nữa dễ hiểu dễ nhìn đấy, để cho anh em chơi có cái trải nghiệm nó ok nhất có thể. Còn bây giờ thì mình cùng với anh em sẽ đi review qua chi tiết những cái mà của kiếm thế ADNX Mobile này đang có là những gì nha anh em. Đầu tiên thì mình sẽ điểm qua là hiện tại thì game này cũng đầy rẫy ra những cái game ở trên mạng, cái anh em lên sạch thì nhiều lắm. Tuy nhiên thì nó không có nhà phát hành cụ thể anh em, nó không có nhà phát hành cụ thể. Khi mà anh em chơi thì nhiều khi đâu tháng 2 tháng có thể nó bị sập hay là nói gì đó thì anh em không thể biết được. Nhưng mà đây khi mà đã có một công ty, đã có một cái nhà phát hành cụ thể thì cái tính chuyên nghiệp nó cao hơn, cái độ đầu tư, cái độ nói chung là cái tính chuyên nghiệp nó cao hơn, nói nôm na là thế. Còn bây giờ thì không rườm rà mà nôm na nữa, mình sẽ trực tiếp review vào bây giờ cho anh em xem. Đầu tiên vào thì anh em muốn chơi game hay muốn tải game gì đó thì anh em phải biết cái trang chủ của game. Thì trang chủ của game là kiếm thế.adnx.vn anh em nhá. Thì anh em search vào trang chủ này thì nó sẽ ra một cái giao diện rất là chuyên nghiệp. Đấy, anh em có thể thấy là bởi là công ty họ làm cho nên là rất là chuyên nghiệp nha anh em. Thì theo mình được biết thì hiện tại kiếm thế ADNX Mobi này thì người ta trong cái thời gian gần đây á, là khoảng cỡ 3 tháng gần đây là bắt đầu họ test á, thì họ có hợp tác, nói chung là cũng mời các streamer, những YouTuber và những người có sức ảnh hưởng tới mạng xã hội nổi tiếng để mà kiểu như về làm hình ảnh đại diện, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là quảng bá thương hiệu rồi truyền thông để cho cái game được nhiều người biết tới hơn, để đông người chơi hơn, để anh em trải nghiệm một cách tốt nhất. Đấy, ví dụ như là có những streamer lớn như là Dragon B này, rồi Hiếu Nearly này, Warzone này, rồi Lộc và Vayne, nói chung là các streamer chuyên về những cái mảng game khác nhau để thu hút được nhiều người xem và nhiều người chơi nhất có thể. Còn đây là khi mà anh em tải game thì có nhiều anh em sẽ thắc mắc cách tải game như thế nào. Thì đã nói với anh em là khi mà có nhà phát hành đàng hoàng thì chắc chắn game nó sẽ được đẩy lên App Store cùng với lại là CH và Play, không giống như những cái game Genesis hay là game lậu khác. Thì anh em phải vào chấp nhận quyền tin cậy đồ các thứ. Để anh em cứ lên App Store anh em search là kiếm thế ADNX Mobile cơ ở đâu, kiếm thế ADNX Mobile, đó là anh em lên là anh em tải được. Ở CH và Play cũng tương tự như vậy. Còn khi mà anh em chơi trên máy tính thì anh em tải file APK về và bắt buộc anh em phải dùng một cái giả lập giống như mình như thế này để mà anh em chơi. Đấy. Còn bây giờ thì sẽ vào bên fanpage. Bên fanpage thì hiện tại ở đây là group. Đấy, ở đây là group. Anh em có thể tham gia ở group đây. Tham gia group vào để nhận được những cái thông tin mới nhất của bên game họ cập nhật. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng với anh em vào fanpage. Tại vì Facebook mình không có đăng nhập bên tag đó cho nên mình lấy cái tag này nha anh em. Bên fanpage đây. Kiếm thế. Đây. Anh em search như thế này là ra nha anh em. Ở bên fanpage thì hiện tại game này nó ấu bình vào ngày 3 tháng 10 năm 2021 lúc 10 giờ. Đó, tới hôm nay là 2 giờ chiều ngày 4 thì qua một ngày ấu bình rồi. Vì hiện tại là rất rất đông người chơi nha anh em. Thì mình cũng có vào để mình trải nghiệm. Sau khi review qua cả fanpage, cả một số cái thì bây giờ mình cùng với anh em vào trong game để mà trải nghiệm thử là game này nó có những cái gì hay, cũng với lại là cái hệ thống skill với lại là đồ họa giao diện nó như thế nào để anh em dễ nhận biết hơn.
Đấy, có cả quăng cuốn đồ các thứ nữa nha anh em. Đây là mình cũng chơi xương rồi anh em. Đấy. Thì những cái hoạt động ví dụ như là tống kim các thứ anh em có thể tham gia. Những cái hoạt động như là tống kim rồi tống kim bạch thổ đường. Tống kim bạch thổ đường. Đây này, anh em có thể vào phần hoạt động này và phần thời gian, phần kinh nghiệm các thứ để mà anh em tham gia, anh em tham gia cho đầy đủ hoạt động và một ngày anh em làm sao làm để 100 điểm năng động thì là tối ưu nhất có thể anh em nhé. Ngoài ra thì ở trong đây nó còn còn có có nhiều người họ lên được ngự không rồi anh em ạ. Ấy ông này lên được ngự không rồi này. Nhìn thấy lấp lánh không? Mang phi phong ngự không ha. Đeo cái ấn này thì chưa ép. Hình như ép ấn rồi không biết có phải là tới giả luyện đại sư hay không. Ấy anh em. Anh em nhìn thấy có ok không? Nhìn đồ họa rất là dễ nhìn, nó không có phải là bây giờ thời thế bây giờ là nhiều người họ cứ chạy đua theo cái game 3D ấy anh em. Để mình nhỏ nhạc một tí để cho anh em dễ ấy hơn. Chạy theo cái game 3D á thì kiểu như cảm giác là mình không biết anh em sao chứ riêng mình mà mình chơi những cái game 3D là mình cứ cảm giác nó bị ảo ảo hay bị nhức đầu lắm. Cho nên là mình lại thích chơi cái kiểu game 2D này hơn. Đấy, nhìn nó rõ ràng. Còn về skill thì như phái đoàn thị, đây là phái đoàn thị thì hệ thống skill anh em có thể dễ dàng nhìn thấy thì nó cũng khá là tương đối dễ nhìn. Nó tối ưu hơn so với lại là bản trước một cái là về những cái giao diện này. Giao diện nó tối ưu hơn nè. Nó lược bỏ đi những thứ mà kiểu như anh em cảm thấy không cần thiết và nó làm nó chuyển thể anh em có thể nhìn nè. Ở đây là đồ họa như thế này là giống PC đúng không? Rồi anh em có thể bấm vào cái nút hình tròn này để nó chuyển qua mobile để anh em chơi. Ví dụ anh em nào chơi điện thoại thì anh em chơi như thế này. Còn anh em nào chơi máy tính thì anh em cũng có thể chơi như thế này. Tùy anh em chơi như thế nào anh em cảm thấy hợp lý thì anh em chơi. Đấy. Nôm na nó là như thế. Anh em nào tải game thì đừng quên nhấn vào. Anh em nào dùng iOS thì anh em vào App Store search là kiếm thế ADNX mobile.com. À lộn, không có .com. Mình cứ quen mồm mình bảo .com. Kiếm thế ADNX mobile. Để anh em tải về. Còn anh em nào trên trên Android thì anh em vào CH Play để anh em tải. Còn những anh em nào mà sử dụng máy tính như mình thì anh em tải file APK về. Tải file APK thì anh em truy cập trang chủ là kiếmthế.adnx.vn nha anh em. Đấy. Link tải game cùng với lại là trang chủ và fanpage thì mình sẽ để dưới phần mô tả. Ngoài ra anh em nhớ tham gia những cái event. Ví dụ như hiện tại đây, hiện tại là có rất là nhiều event nha anh em. Mình review sơ qua cái event cho anh em xem là bây giờ vào trang chủ này. Hiện tại là có cái event là một số cái event sự kiện này anh em thấy không? Là sáng tạo vương, là cuộc đua dành cho Swimmer và Gritsery ấy. Thì anh em có thể vào đây để tham khảo. Thì tổng giá trị giải thưởng lên tới 30 triệu đồng. Tức là anh em vào sáng tạo cái nội dung về cái game này ấy, nôm na cụ thể như thế nào thì anh em cứ vào đây đọc cho nó chi tiết nha anh em. Đây nó có ghi hết ở đây, thời gian là từ ngày 3 cho tới ngày 15. Tức là ngày 3 là ngày hôm qua cho tới ngày 15 là khoảng cái tầm hơn 10 ngày nữa. Đấy. Ngoài ra thì mình hôm sáng mình có đọc thì là có một cái sự kiện là sự kiện đua top tài phú anh em ạ. Đua top tài phú thì giải thưởng hình như đâu đó lên tới 1 tỷ đồng. Thì là tặng xe, tặng cộ nữa. Đấy. Đó. Đâu rồi? Sự kiện đua top tài phú đây rồi. Đây là đua top tài phú của Alpha Test. Còn đua top tài phú mà bản chính thức luôn ấy thì là nó mới giữ. Đó, mình hôm qua mình mới đọc ở đâu đây này. Đây rồi anh em. Sự kiện đua top tài phú này, nhận thưởng lên tới 1 tỷ đồng này thì có nhận được xe VinFast này, nhận iPhone 13 Pro Max này, nhận được Samsung Galaxy A72 này. Đấy. Thời gian đua thì từ ngày 3 tháng 10 cho tới ngày 19 tháng 11. Đấy, anh em nào tham gia thì anh em có thể tham gia mà chơi cùng với lại là đua đồ các thứ nha anh em. Đấy. Còn một lần nữa mình xin nhắc lại, trang chủ của game là kiếmthế.adnx.vn. Còn anh em nào muốn tải game ở trên App Store hoặc là trên CH Play thì anh em cứ truy cập vào đó, anh em search là kiếmthế.adnx mobile là nó ra nha anh em.
Đó, còn bây giờ thì mình xin phép dừng video này tại đây. Nếu mà anh em nào muốn chơi thì anh em cứ tải game về chơi và cùng chiến với mình nha anh em. Hiện tại mình đang chơi S2, còn không biết là anh em chơi server nào. Thì rất là nhiều tên tuổi lớn, cũng như nãy là mình đã liệt kê qua rồi, họ chơi ở tất cả các server luôn. Họ rải rác ra các server luôn. Thì anh em có thể vào chơi, mỗi server như này rất là cực kỳ đông luôn. Mình ngày hôm qua tới giờ cứ như tới giờ tổng kim là muốn lắc luôn anh em ạ, tại vì đông quá. Vài trăm người vào một cái tổng kim làm sao mà không đông được. Ok. Bây giờ mình xin phép mình dừng clip này tại đây nha. Anh em nhớ tải game về chơi cùng với mình nha anh em ơi. Bye bye anh em.